Nhưng mà bây giờ ở trong trường quay của Cà Phê Sáng thì nó đã hiện hữu theo một cách rất là đặc biệt. Vâng. Và cái sự đặc biệt đấy đem đến từ một vị khách cũng đặc biệt ngày hôm nay đã từng xuất hiện ở Cà Phê Sáng khi nãy và bây giờ anh ấy đã quay trở lại, chính là anh Duy Duy ạ. Xin chào hai anh chị ạ. Bây giờ thì chắc hẳn là khán giả thì đang rất là tò mò với những gì đang chúng tôi đang trưng bày ở khung cảnh của Cà Phê Sáng. Anh Duy có thể nói qua một chút đây là cái gì được không ạ? Đây là những chiếc đèn giấy 3D do nhóm chúng mình thực hiện. Thì đây là những sản phẩm trong bộ sưu tập về việc làm đất nước con người của nhóm chúng mình tạo ra. Thì tất cả những sản phẩm này nó đều được làm từ giấy và gỗ ạ. Đều được làm từ giấy. Đây, và có lẽ đây cũng chính là những cái đồ vật mà lúc nãy anh đã vừa đem đến Cà Phê Sáng. Và cũng chính là những thứ đã giúp anh tạo nên những tác phẩm này đúng không ạ? Đúng. Cái quy trình để làm ra những cái bức tranh này là như thế nào anh Duy? Thật ra thì quy trình để tạo ra những bức tranh như này thì nó gồm qua 5 giai đoạn. Dạ. Thứ nhất là mình phác thảo và tạo lên ý tưởng. Sau đó thì mình sẽ phân bố và phân chia các lớp, các layer. Sau đó sẽ tiến hành qua phần cách khắc, gia cố sản phẩm và cuối cùng là đấu đèn và kiểm tra lại ánh sáng của sản phẩm. Ồ, rất là cầu kỳ đúng không ạ? Thế tức là ví dụ như là những cái chiếc bút này thì sẽ dùng để phác họa à anh? Đúng rồi. Thế còn cái này thì gọi là cái gì ạ? Đây là một con dao khắc chuyên dụng. Mình sẽ sử dụng con dao này để mà mình khắc những chi tiết. Khắc những chi tiết. Thế thì thường là ví dụ như là một tác phẩm chiếc đèn như thế này đi ạ, thì là anh làm mất khoảng bao nhiêu lâu ạ? Một chiếc đèn như thế này mà từ lúc lên ý tưởng cho đến lúc hoàn thành ra một sản phẩm thì nó rơi vào khoảng 2 đến 3 tuần. 2 đến 3 tuần. Vâng, thực sự tôi nhìn những chiếc đèn này thì cực kỳ ấn tượng vì nó rất tinh xảo và rất là giống thật, dù chỉ dùng hoặc có giấy thôi. Ngày hôm nay thì tôi thấy rằng là anh cũng đã mang đến đây những tác phẩm. Đây có phải là những cái tác phẩm ưng ý nhất và đặc biệt nhất của anh hay không? Đúng rồi. Đây là những tác phẩm mà ưng ý nhất về cả hình thức và nội dung trong bộ sưu tập của mình. Ví dụ như là 2 bức ở đây thì là về chủ đề gì? Chủ đề gì đấy? Ví dụ như đây là một bức về truyền thống văn hóa, đây là một bức về múa rối nước. Còn bức tiếp theo đó thì là một bức trong chủ đề về những ngày thơ ấu, là một bức về quá khứ và những ký ức của thế hệ chúng mình, là một bức về chạy mưa. Thế còn 4 bức rất là to và hoành tráng ở kia. Đây là 4 bức có thể nói là tranh truyền thống của Việt Nam. Vâng. Là một mà 4 bức về bộ tứ quý là Tùng Trúc Cúc Mai. Em đang hơi thắc mắc một chút là vì sao trong rất là nhiều những cái chủ đề để anh có thể làm nên được những tác phẩm đẹp thì anh lại lựa chọn chủ đề là cảnh sắc con người hay là những cái nét đẹp truyền thống để thể hiện được cái tình yêu của mình nên những tác phẩm này ạ? Thực ra thì để mà có thể tạo ra được những tác phẩm như thế thì nó đòi hỏi một quá trình mình định hình lại và mình cố gắng sáng tạo của bản thân. Thì cái thế hệ của mình có lẽ nó là một thế hệ hơi đặc biệt một tí. Bởi vì nó là một thế hệ có thể có lẽ là thế hệ cuối cùng để cảm nhận giữa cái cũ và cái mới từ khi công nghệ số xuất hiện. Thì khi mà bắt đầu mình giới thiệu vào bộ môn này thì lúc đó tranh kỹ thuật số nó là một cái gì đó rất thịnh hành. Thì những cái chủ đề của tranh kỹ thuật số ấy thì nó rất là hào nhoáng và rất là có nghĩa là bay bổng và cái sáng tạo của nó rất là lớn. Thì khi mà thị trường nó sôi động như thế thì lúc đó mình lại hơi khác mọi người một tí. Mình lại quay lại để mà mình tìm những cái gì nó thuộc về, thứ trước tiên là nó thuộc về mình đã. Rồi sau đó mình muốn lan tỏa và từ đó là những bộ sưu tập về tình cảm, tình yêu quê hương đất nước và những miền ký ức thì đã được ra đời. Vâng, rất là tuyệt vời, rất là ý nghĩa. Trong tương lai thì anh có dự định có thêm những ý tưởng nào khác để có thể thể hiện được nhiều hơn những chủ đề, những cái ý tưởng của mình thôi? Trong tương lai thì ví dụ như cái bộ sưu tập về Việt Nam đất nước con người thì nó là một bộ sưu tập về vấn đề mở rộng. Thì cứ qua thời gian và qua quá trình tìm hiểu thì nó sẽ có thêm những cái tác phẩm về chủ đề về việc làm, về văn hóa, về con người. Và đặc biệt thì gần đây nhóm chúng mình thì có đang phát triển một dự án về lịch sử. Vâng. Thì nó sẽ tái hiện lại các trận chiến và các khung cảnh của những bậc vĩ nhân. Tức là đã lên kế hoạch hay là mình đã bắt đầu tiến hành vào để có thể sản xuất ra những cái tác phẩm như thế này rồi ạ? Thật ra thì kế hoạch đó là kế hoạch được dự định từ năm ngoái cơ. Thế nhưng mà giờ tình hình, một số tình hình thì đến tháng 6 của năm nay thì nhóm mới bắt đầu quay trở lại để mà tạo lên các tác phẩm như thế. Thì có một cái thông tin mà em chót lỡ bỏ lỡ từ đó đến giờ là cái khoảng thời gian từ khi nào mà em sẽ là anh Duy, là từ khi nào mà anh Duy và các bạn của mình lại bắt đầu làm cái tranh này, là lâu chưa anh? Thật ra thì nó cũng khoảng được 4 đến 5 năm rồi. 4, 5 năm khi mà mình còn là sinh viên của trường con là sinh viên ấy, thì khi mà mình làm đồ án tốt nghiệp thì mình được ra một cái đồ án về lịch sử.
Thì đấy là lần đầu tiên mà mình được tận mắt chứng kiến những cái dạng sản phẩm như thế này. Thì sau đó khoảng 2 năm mình tìm tòi và mình sáng tạo một mình, thì sau 2 năm đó thì mình và một số bạn thì quyết định tạo lên cái thương hiệu đèn giấy là Forky Dài. Anh tìm tòi và sáng tạo tức là anh học từ ai hay là như thế nào ạ? Thật ra thì cái bộ môn nó là một bộ môn hoàn toàn mới, thậm chí là không có người dạy. Thì cái việc khó khăn nhất của mình là mình phải tìm hiểu và đúc rút kinh nghiệm từ những người đi trước. Có nghĩa là mình xem người ta và mình có thể là mình kết hợp thêm những cái yếu tố của mình và yếu tố của dân tộc vào thì để tạo ra những sản phẩm như thế này. Quá tuyệt vời. Ngoài ý nghĩa, cái thông điệp mà mình muốn gửi gắm qua bức tranh thì để làm nên được những bức tranh, những chiếc đèn như thế này, thực sự là tôi và anh Hoàng Quân đứng gần mới thấy là cái sự tỉ mỉ kỳ công nó như thế nào, và thực sự là rất là khó. Nếu mà như bình thường như anh em mình thì không biết là có thể làm được nên những cái tác phẩm tuyệt vời như thế này không nữa. Nhưng thực sự là ngày hôm nay khi mà được chiêm ngưỡng tận mắt những bức tranh, những tác phẩm, những chiếc đèn 3D của anh Duy Duy như thế này thì mới thấy được rằng là đúng là người trẻ không ngừng sáng tạo nhưng lại cũng không quên được những giá trị truyền thống của con người, của cảnh sắc của Việt Nam, đúng không anh? Và chúng em cũng muốn chúc cho anh rằng là tất cả những bức tranh này sẽ được lan tỏa nhiều hơn, và chúc cho cả dự án sắp tới của anh cùng với nhóm của mình cũng sẽ thực hiện một cách thành công và đón nhận bởi rất là nhiều những người không chỉ là yêu mến nghệ thuật mà đặc biệt là các bạn trẻ nữa. Cảm ơn anh rất nhiều, và có thể là ngày hôm nay khi mà đến với Cà Phê Sáng hoặc là với những ai chuẩn bị ra đường thì sẽ đặc biệt chú ý đến một thông tin. Vâng, đó chính là tình hình thời tiết để chúng ta có được sự chuẩn bị chu đáo nhất cho ngày mới.